bất ngờ với anh bạn nước láng giềng khen Việt Nam phát triển, máy bay chở khách về tận làng. Câu chuyện thú vị đến cảm lạnh của một thanh niên Trung Quốc khi đăng một tấm hình chụp lại cảnh máy bay đang hạ cánh ở sân bay Vinh, Nghệ An lên mạng xã hội với dòng caption: Việt Nam giờ quá phát triển, máy bay của họ chở khách về tận nhà như xe khách vậy. Dưới bình luận bài viết còn có bạn hài hước: có thể không phải đâu, chắc họ đang thi sách hạch máy bay đó. Đọc những bình luận hài hước này mà cư dân mạng không nhịn được cười, tỏ ra thích thú và tự hào. Đấy, Việt Nam tôi đó, phong cảnh sông nước hữu tình. Ở Việt Nam có những thứ mà không nơi nào có được, giống như trong đoạn clip máy bay về làng như trên. Nếu bạn muốn thì còn chần chừ gì nữa mà không đến Việt Nam để trải nghiệm. Thực ra đoạn clip do người dân quay lại cảnh khi máy bay đang hạ cánh trên đường băng thuộc sân bay Vinh, Nghệ An, thoạt đầu mới nhìn thoáng qua, nhiều người cứ nghĩ là máy bay đang đi trên đường làng. Với phong cảnh thiên nhiên thơ mộng với cây cối, đồng ruộng, có lẽ cũng chính vì điều này mà thanh niên người Trung Quốc đã có bài viết hài hước như vậy trên mạng xã hội Weibo. Dù biết chỉ là vui thôi, nhưng thấy cũng rất thú vị. Việt Nam mãi đỉnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.